hai tuổi này nó rơi cung số là số tuyệt mạng, nó phạm vào cung tuyệt mạng nên vợ chồng rất dễ bỏ nhau nửa chừng. Vâng, thầy thầy cho con hỏi là con xong con muốn xem lại cái video này thì làm thế nào ạ? Tí nữa tính tiếp, tí nữa tính tiếp. Vâng. Chị cung chấn, chồng chị cung đoài, đoài chấn nó rơi cung tuyệt mạng, hai tuổi này khó ở được với nhau nữa. Và chị gương mặt của chị gò má cao, cái cung gian môn ngư vỉ nó bị lõm vô, vì thế nên chị với chồng chị rất dễ bỏ nhau nửa chừng, em nói cho chị biết là như vậy. Vâng. Hai tuổi này ở với nhau chỉ thêm sầu thêm khổ thôi chứ không có hạnh phúc. Vâng. Bây giờ thấy thế nào? Nói chung là rất chi là chán. Xem cho ông chồng là xem có còn ai đi theo nữa không? Ông này tuổi Tuất. Tuổi Tuất tháng 12 lục hại. Đọc một chút tính cách ông này này. Nóng tính. Ông này. Nóng tính. Thẳng tính. Vâng. Có số đào hoa. Vâng. Hết lăng nhăng cô này lại lăng nhăng cô khác. Vâng. Có số chơi bời, phá tán tiền của nữa. Vâng. Nói chung là chị khổ đủ đường. Em nói những cái điều như vừa giờ là có chính xác chưa? Đúng ạ. Và tóm lại là chị ở với ông này chỉ khổ thôi. Và sớm muộn là chị cũng phải chia tay ông này nhé. Thế có cách nào hóa giải không thầy? Làm lễ di cung hoán số để hóa giải. Hóa giải số đào hoa, hóa giải số chơi bời của ông này đi. Bởi vì nói thật với thầy là cũng ba đứa con rồi. Cũng không muốn tan tàn sẻ nghé nữa. Thế liệu hóa giải thì có giải quyết được tình hình không? Được. Sẽ giúp đỡ cho chị, thứ nhất là ông chồng không còn đi gái gú nữa, tập trung vào làm ăn, giữ tiền giữ của. Đấy, thì sẽ làm được cái vấn đề này. Đồng ý thì gửi thông tin là sẽ làm lễ cho. Vâng, nói chung là em cũng theo dõi video của thầy rất nhiều rồi, cũng rất tin tưởng, chỉ là chưa có cơ hội thôi. Thì theo dõi video nhiều rồi đấy, thấy những cái video mà làm lễ cho người ta đấy, hóa giải cho người ta đấy. Thì gửi thông tin là làm cho. Đồng ý thì cho xin họ tên của chị, họ tên của chồng, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu và số điện thoại, rồi sẽ làm lễ hóa giải từ xa cho. Suy nghĩ cho thật kỹ, đồng ý thì làm. Vâng. Em cũng hiểu về vấn đề đấy. Thế nói chung là vợ chồng em chỉ vướng mắc cái đấy thôi hay là như thế nào ạ? Đúng rồi, bây giờ chồng chị mà ngoan, không gái gú, không chơi bời nữa thì gia đình nó yên ổn thôi, thì chị thì sẽ hạnh phúc thôi, hiểu chưa? Còn không thì ông chồng mãi cứ thế này, mãi thì chị có làm được đầy tiền đi chăng nữa thì ông này cũng phá ra bằng sạch. Rồi gia đình suốt ngày nó chỉ như kiểu là ở trong tù đấy, như kiểu bị nhục hình lẫn nhau đấy. Thế nói chung là thế về công việc làm ăn thì của hai vợ chồng năm nay thì có gì khác? Công việc làm ăn năm nay, chị 37 tuổi, năm nay sao kế đô, năm nay làm ăn không thuận. Chồng 39 tuổi, năm nay công việc làm ăn của chồng thì trung bình. Như tính cách tên này nóng tính lắm, hễ động cái gì là sừng cồ lên thôi. Đúng rồi thầy. Đúng. Mà chỉ nghe bên ngoài thôi, nghe bồ thôi. Đúng thế. Nghe lời gái thôi. Thầy thì bốc bài xem bây giờ hiện tại là có chia tay được với người kia chưa? Không, không chia tay được đâu nhé. Không, không thể chia tay được. Không, không. Bốc bài ở đây nó còn thấy hai điều. Thứ nhất, chị hình như có sảy thai, có bỏ thai, có phá thai. Có ạ. Và điều thứ hai là ông này có ăn ngủ với người ta cũng bỏ thai, phá thai. Chuẩn luôn thầy, chuẩn luôn. Hai cái vong này đi theo phá vợ chồng chị nhé. Vâng. Thế bây giờ phải làm thế nào với cái vong đấy ạ? Làm lễ cầu siêu cho các cháu để hương hồn cháu sớm được siêu thoát nhé, lên chùa nhé. Thế nhưng mà giả dụ độ ông ý với người khác thì em không biết thì làm sao được lễ cầu siêu ạ? Thì phải bảo với ông đó. Bảo với chồng chị. Ôi, nữa nhé. Ông ấy không tin đâu thầy, ông ấy bảo em nhảm nhí. Còn về phần em thì em có thể thành tâm được cái lễ cầu siêu đấy hay là nhờ thầy giúp hộ luôn được không ạ? Trời ơi, bận lắm. Tháng riêng này bận lắm, khách khứa đông lắm, lễ lạt cũng chưa kịp đây. Thì trong độ tháng 2, tháng 3 lúc nào thầy có khả năng rảnh rảnh ấy?
Ok rồi thôi thì rồi xíu buổi coi này để em sẽ thu xếp rồi xem là có còn cái lịch trống thì nhét vào đó để làm lễ cầu siêu cho hai đứa cháu này. Vâng, thì thầy giúp con nhé. Nói thật sự là gia đạo xáo trộn, cuộc sống rất mệt mỏi. Đấy, mà lại công việc bây giờ thì lại không được thuận lợi nữa. Còn ông chồng thì cứ năm hứa 10 hứa nhưng mà không thấy có thay đổi cái gì cả. Thế mà bây giờ cảnh ba đứa con rồi thì cũng tan làm sẻ nghé trong sự nhà thầy. Mà chị cũng lỗi do chị một phần, chị hiền quá nên để ông ấy bắt nạt. Vâng, đúng ạ, Chứ chị cứ mà nhu nhược chứ chị mà ấy. như 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 mà người đàn bà khác chị mà giữ lên làm giữ lên thì chắc là ông này không vậy đâu, nhưng mà chị nhu nhược quá, chị hiền quá nên ông này hứa hết lần này đến lần khác rồi lại thôi. Vâng, đúng thế ạ. Vâng. Làm ra tiền nhưng toàn đem tiền cho gái thôi nhớ. Ồ rồi Vâng. đấy thì đấy cái cung số nó là như thế đấy, rồi muốn hỏi gì nữa nào? Thầy xem là xem chỉ tay cho con xem là có gì. Chụp chỉ tay qua chưa? Con chưa chụp ạ. Bây giờ tắt máy rồi chụp chỉ tay qua mình gọi lại. À, vâng ạ, thì con cảm ơn ạ. Rồi nhìn cái đường chỉ tay này thì sau này tài lộc cũng có, về hậu vận thì sẽ khá đấy. Nhưng mà chị đi tìm rất nhiều thầy rồi đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà chả thầy nào xem ra đúng không? Đúng ạ. Hôm nay thì coi như gặp thầy gặp thợ đấy, em đọc được những cái khó khăn của chị đấy. Và chị cũng xem rất nhiều video trên YouTube của em đấy, em cũng làm lễ hóa giải cho vợ chồng nhà người ta đấy. Vâng. Thì chị cũng rơi vào cái hoàn cảnh này thì đồng ý để gửi thông tin là làm lễ cho. Vâng, em nhất trí cái khoản đấy. Vâng, nói chung là tại xem em có những cái lốt ruồi này người ta tưởng bảo lốt ruồi hại thôi. Không vấn đề gì nhá, không sao. Còn tay này nhá, đừng có tin người cho người ta vay mượn nhá, số này cho vay mượn tiền bạc là người mất không đòi được lại đâu, chị sẽ dính nhiều vốn lắm đấy. Em mất nhiều rồi. Vâng, cũng mất nhiều. Toàn tin người cho người ta vay mượn là mất thôi, bởi vì chị hiền quá mà hiền lành quá, hiền lành là mà khờ khờ khạo quá nữa. Đâm ra ông chồng ông ấy tiền lè thôi, không làm được gì cả. Đấy bây giờ chỉ cần hóa giải cung mệnh vợ chồng thôi, rồi hóa Vâng. làm cái lễ cầu siêu cho hai cái đứa trẻ này là xong xuôi thôi. Vâng. Và với lại còn ba đứa con nhà em muốn xem cho ba đứa con ạ. Rồi.